Xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mà các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm Tân Sửu Ngày này là ngày Ất Sửu tháng Quý Tỵ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thanh Long, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ, thuộc Minh Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ, thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ, thuộc Chu Tước, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Câu trận. Vài ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, hải trung kim, ngày ất xỉu, tức can khắc chi, nghĩa là màu khắc với thổ, và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, hải trung kim, kỵ tuổi, kỵ mùi, Quý Mùi, ngày thuộc hành Kim khắc với hành Mộc, đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ Kim khắc mà được lợi. Ngày Sửu lục hợp với Tý, tam hợp với Tỵ và Dậu thành Kim cục, xung với Mùi, hình tuất, hại Ngọ, phá Tìn và tuyệt Mùi. vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Hợi ất hợi đinh mão về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng sao thiên hỷ tốt mọi việc nhất là về cưới hỏi sao thiên thành tốt mọi việc sao tam hợp tốt mọi việc sao ngọc đường hoàng đạo tốt mọi việc sao thiên ân tốt mọi việc sao sáu trong ngày gồm có sao cô thần, sáu đối với cưới hỏi, sao tội chỉ, sáu đối với tế tử, tố tùng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc và tài thần hướng Đông Nam. Sau đây, mời các bạn đón xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tý đang gặp được ngày cũng ngũ hành lục hợp chia chở giúp cho bạn hóa giải được những căng thẳng đang có. Nếu đồng nghiệp có hiểu lầm ý của bạn thì hãy kiên nhẫn giải thích và bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của họ rất nhiều trong công việc cũng như là cuộc sống nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tử tí á, lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh mang lại cho bạn tử tí có những suy nghĩ vô cùng là lạc quan cân bằng chính là chìa khóa để cho bạn đạt đến niềm hạnh phúc mà bạn mong muốn bạn hãy học cách cho đi và nhận lại chia sẻ và đón nhận đó chính là bí quyết của những phút giây hạnh phúc hài lòng tối đa nhất ngày này với bà tuổi tí á, lại đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc cái điều này mang tới cho bạn đang có những tin không hay khiến cho bạn phân vân mất phương hướng không biết nên giải quyết như thế nào và bà tuổi tí đừng có nghĩ ngợi quá nhiều vì ngày mai mọi chuyện sẽ được sáng tỏa mà thôi vài tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có nhiều việc bạn thấy nhưng không phải là như thế từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có ai đó mang lại niềm vui nho nhỏ cho bạn. Từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa được thưởng thức muốn ăn ngon. Từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ cần phải xây dựng kế hoạch chi tiêu cho hợp lý. Từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc được nghe những lời động viên của bạn cảm thấy ấm lòng hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đen, quý nhân phù trợ tuổi thìn, tuổi thân. Từ vi tuổi Sửu thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 ngày thứ hai này với bạn tuổi sửu xem tử vi cho thấy với bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh nuôi dưỡng sự sáng tạo của bạn trong ngày nếu như với bạn tuổi sửu chưa có cơ hội để thực hiện những chuyến đi trong mơ thì ngày hôm nay tại sao bạn không lên lịch trình trước đi điều này sẽ giúp cho bạn có thêm thật nhiều động lực và ý tưởng thay vì buồn chán khi không thể nào ngao du lúc này Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ không hề tốt cho những vấn đề liên quan tới sức khỏe của bạn mệnh. Có thể là vì công việc cho nên bạn tuổi Sửu không thể nào ngủ được vì lo lắng, suy nghĩ, thế nhưng bạn càng nghĩ càng bối rối, không tìm được hướng giải quyết mà sáng hôm sau đầu óc chỉ cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Ngày này theo hại Thượng là ông, hôm nay là ngày mùng 6 âm lịch, nhân thần ở trong lòng bàn tay, trước ngực và trong lòng ngực. Vì vậy với bà tuổi xỉu nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xỉa, châm chích ở các vị trí này về từ vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim có những điều nên khéo léo bày tỏ từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy không nên thẳng thắn quá sẽ gây mất lòng từ vi tuổi kỵ sửu thuộc mệnh hỏa có những vấn đề bạn cần phải chủ động xử lý từ vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ không nên trì hoãn kế hoạch của mình vì bất kỳ lý do gì, tự tử vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc, đừng để cho chuyện quá khứ cản đường bàn Và đánh giá của bà tuổi xỉu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ tuổi giàu. Từ vi tuổi dần thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Ngày thứ hai này với bà tuổi dần, xem tử vi cho thấy bà tuổi dần đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đưa tới cho bạn có được cơ hội để cải thiện vấn đề về tài chính hiện tại và bà tuổi dần cần phải nhớ chớp lấy thời cơ này bạn tuổi dần, bạn hãy trân trọng điều nhỏ nhoi vì đó đều là mắt xích quan trọng mang tới cho bạn có được sự thành công và tiền bạc trong tay. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi dần, lại đang gặp ngày có thổ mộc xung khác, Cái điều này cho thấy về mối quan hệ của bạn tuổi dần với những người xung quanh đang không được tốt cho lắm. Có thể bạn nêu ý kiến của mình về chủ đề nào đó nhưng không những không được ủng hộ còn bị đối phương chỉ trích, chê bai và tốt hơn hết là bạn không nên nhiều lời và chớ cố nội nóng nữa. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi dần cũng cho thấy trong ngày hôm nay bạn mệnh nên kiên cự những việc như là khởi công, tạo tác, vì không hề tốt cho bạn. Và đặc biệt là bạn nên nhớ cần phải kỵ nhất những công việc như là chôn cất, đắp mồ mã, đóng thọa đường. Về tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, công việc cần phải cân nhắc thêm, đừng có vội vàng. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa, đừng suy nghĩ quá nhiều, nên cần phải à, hãy xin nhờ giúp đỡ tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ hãy tìm cơ hội để cải thiện tình hình về tiền bạc hiện tại tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc đừng có cho mọi thứ quá dễ dàng tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim nếu không đủ tin tưởng thì không nên thực hiện về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu xanh lục, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi Mão thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 ngày thứ hai này với bạn tuổi mão xem tử vi cho thấy bạn tuổi mão đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh hỗ trợ cho bạn muốn cải thiện nguồn thu nhập bằng nghề tay trái và nếu như lâu nay bạn chưa dám bắt đầu thì có thể khởi đầu càng sớm càng tốt đừng có ngại những khó khăn hiện tại vì khi bạn đã quên với mọi thứ thì cũng là lúc bạn không còn thấy điều gì là trở ngại nữa Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với ba tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khác Cái điều này cho thấy cảm xúc của bạn mệnh trong ngày hôm nay không được tốt cho lắm. Có thể là vì một chuyện buồn trong quá khứ mà chính bạn cảm thấy không thể nào vượt qua được. Và bạn hãy xem tất cả là kỷ niệm, dành nhiều thời gian để cải thiện tương lai của mình sẽ tốt hơn. Xem tử vi cho thấy hôm nay đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Về từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy có những điều mơ mộng vẹn vong có thành hiện thực từ vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa tìm về nơi bình yên để được lắng lòng mình lại từ vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ chớ có so sánh cuộc sống của mình với bất cứ ai từ vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh mộc thời điểm này chớ nên hoang phí từ vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim bạn có thể tỏa sáng theo cách riêng của mình và đánh giá của bà tuổi Mão trong ngày thứ hai này sự nghiệp 5 sao tài lộc, 3 sao sức khỏe, 4 sao tình cảm, 4 sao con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi hợi. tử vi tuổi thìn thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 ngày thứ hai này với bà tuổi thìn xem tử vi cho thấy với bà tuổi thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông thìn tuất xỉu mùi cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo gặp những khó khăn mà bạn không thể nào lường trước được có thể là do một người mà bạn tin tưởng đã gây ra sự việc chưa rõ cho nên với bạn tuổi thìn tránh dùng những lời cay nghiệt chê bai người ta như vậy và trong ngày này ai có thể dành cho bạn tuổi thìn những lời tâng bốc nạnh nọt một chút khi bạn thực hiện được những công việc dưới sự giúp sức của chính ấn chiếu mệnh tuy nhiên bạn cũng đừng quá khiêm tốn đến mức quay lưng lại hẳn nhìn bạn phải có chút thực lực nào đó để cho người khác đánh giá cao về mình và cứ hãy tự tin lên bạn tuổi thìn nhé. Và ngày này với bạn tuổi thìn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này sẽ không hề tốt cho sức khỏe của bạn mệnh. Với thể trạng hiện tại, bạn nhớ là không được chủ quan với những biểu hiện nhô nhộ của cơ thể. Nếu như cần thiết thì bạn hãy sớm đi chữa trị càng sớm càng tốt, đề phòng tình hình trở nên tồi tệ hơn về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa hãy giữ lại điều bí mật nhỏ nào đó cho riêng mình tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ yêu ai cũng đừng nên yêu quá nhiều tới mức quên đi bản thân tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc cách bạn thể hiện và cách bạn nghĩ không đồng nhất tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim lúc này không nên để lộ sự yếu đuối của mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy sự bình tĩnh của bạn khiến cho người khác e ngại Và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cho chúng ta thấy là bà tuổi tỵ đang gặp được ngày cung ngũ hành tam hợp Tị dậu xỉu phù trợ cái điều này sẽ bật đèn xanh cho bạn tuổi tỵ có được sự tự tin hơn trong việc muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ hiện tại với những ai đã từng thất bại trong chuyện tình cảm lúc này thì đã cảm thấy thoải mái hơn và bạn cần phải chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để mở lòng mình ra với người khác giới nữa. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh sẽ hỗ trợ cho bản mệnh, cải thiện được tình hình sức khỏe hiện tại. Nếu như ai bị ốm thì lúc này là cơ hội để cho bạn phục hồi cao nhất. Dù mệt mỏi, cố ăn uống đủ chất để sớm cải thiện được tình hình bệnh tật của mình. Và với bạn tuổi tỵ sau một thời gian bạn cảm thấy bối rối thì ngày hôm nay dường như dưới sự tác động của chính quan chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn nhận thức được rõ ràng về những vấn đề mình đang gặp khó khăn và tự tin với những bước nhảy vọt về phía trước. Vậy thì đây là cơ hội để cho bạn chứng tỏa mình trong tập thể nữa rồi bạn tuổi tỵ nhé về từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa cần phải có sự quyết đoán và dứt khoát hơn trong công việc từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ hãy bám chắc vào thực tế của tình hình từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc có những giấc mơ thành hiện thực từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim công việc được giúp đỡ mà trở nên hanh thông từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy hãy chuẩn bị cho bản thân mình một bữa ăn ngon và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. từ vi tuổi ngọ thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Vận trình ngày thứ hai này với bà tử ngọ xem tử vi cho thấy với bà tử ngọ đang gặp ngày xỉu ngọ tương hại nhắc nhở bà tử ngọ cần phải cẩn trọng trong từng đường đi nước bước của mình. Vì có những thứ bạn tưởng như là đã hoàn thành xong, đã an tâm rồi nhưng vẫn có thể xảy ra sai sót không được chủ quan đâu bạn tử ngọ bạn cần phải nhớ học cách phản ứng nhanh nhạy hơn với hoàn cảnh nữa lại thêm trong ngày thứ hai này với bạn tử ngọ đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh ngăn trở gây ra một số vấn đề không mong muốn với bạn như là hạn về thương tật bị tai nạn gặp tiểu nhân quấy phá và với bạn tử ngọ nhất định phải tỉnh táo chớ nên chủ quan kéo lại tự đẩy bản thân mình vào tình huống xấu và nếu có thể bạn hãy ở nhà cho an toàn và không nên đăng những điều mình không biết lên mạng xã hội. Ngoài ra, trong ngày thứ hai này với bạn tuổi ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh. Cái điều này mang lại nhiều tín hiệu tốt cho những bạn đang quản độc thân, muốn bắt đầu một mối quan hệ mới. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm đẹp để cho hai người yêu nhau đã lâu bàn tính tới chuyện cưới hỏi và các cặp vợ chồng thực hiện những kế hoạch về sinh nở nữa. nữa. Vài từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim hãy xem quá khứ là động lực chứ không phải là kéo lùi bạn lại. Từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy thích ai thì khiếu léo bày tỏ tình cảm một cách chân thật. Từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, đừng có để cho chuyện quá khứ ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại của bạn. Từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, sầu muộn quá chỉ khiến cho người khác khó chịu với bạn mà thôi. Từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, học cách đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác để nhận định tình hình. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Từ vui tuổi mùi thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 Ngày thứ hai này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy bạn tuổi mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi. Cái điều này cho thấy rất có thể trong ngày này với bạn, chuyện bé sẽ xé ra to. Và bạn tuổi mùi, nếu có thể, bạn nên nhường nhịn người khác một chút, không cần phải cố gắng hơn thua làm gì. Nếu không, thì rất dễ xảy ra đổ vỡ tình cảm, dạn vỡ mối tình thân của bạn và người ấy nữa tầm nhìn mới mẻ sinh động của thiên ấn xuất hiện sẽ giúp cho bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay thực hiện được nhiều công việc quan trọng và đây thực sự là một ngày nhiều ý nghĩa với bạn hạn nhìn với bạn tuổi mùi đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi có thể trở thành một người hữu ích trong tập thể đúng không bạn tuổi mùi lại thêm trong vận trình ngày này với bạn tuổi mùi ạ lại đang gặp ngày có thổ khí vượng cái điều này cho thấy về sức khỏe của bạn mệnh chỉ được đảm bảo nếu như bạn ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ hợp lý nếu có thể bạn hãy chi tiền để mua đồ ăn sạch đảm bảo cho bạn đó là cách tốt nhất để phòng tránh mọi bệnh tật cho mình bạn tuổi mùi nhé về tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim tình duyên không được như ý khó có cơ hội kết nối tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy công việc có người nâng đỡ hỗ trợ tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa gặp nhiều điều khó khăn hơn mong đợi tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ niềm tin được gây dựng công sức được ghi nhận tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc có người cân nhắc về những sai sót của bạn về đánh giá của bà tuổi mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Ngày thứ hai này với bà tuổi thân xem tử vi cho thấy bà tuổi thân đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi thân nên có sự linh hoạt trong các kế hoạch nhất là khi chia sẻ chúng với mọi người kể cả khi bạn đã mất nhiều thời gian đến thế nào đi chăng nữa để lập chúng ra thì cũng đừng có áp đặt nó lên bất cứ ai bởi mọi người đều có một sự lựa chọn và một định hướng riêng cho mình ngày này với bạn tuổi than lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng cái điều này hỗ trợ cho cuộc sống của bạn bạn đang có được tâm tư thoải mái hơn, nhờ đó mà khỏe mạnh hơn. Khi đó, bạn cũng tỉnh táo hơn, giải quyết được vấn đề nhanh chóng hơn. Nếu như cần quyết định quan trọng thì lúc này là thời điểm thích hợp cho bạn nữa rồi. Và xem ngày này với bạn tuổi thân, nếu như hôm nay bạn đi đâu, xuất hành đi xa thì nên ưu tin những hướng tốt như là hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng Đông Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn gặp được nhiều thuận lợi trong công việc. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, tài lộc không được như ý nhưng hãy kiên nhẫn, tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nên dũng cảm đối mặt với những khó khăn hiện tại. Tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ cần phải có kế hoạch về tài chính rõ ràng, tiết kiệm chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc sức khỏe có phần cải thiện rõ rệt. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên có chế độ rèn luyện cơ thể thường xuyên hơn và đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Dậu thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bà tuổi Dậu đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp, Tị Dậu xịu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình tình cảm của bạn tuổi Dậu càng ngày càng hanh thông, thuận lợi. Tình yêu của bạn lúc này càng thêm phần hạnh phúc khi hai người có được thời gian chia sẻ, trò chuyện và thấu hiểu nhau hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi giàu, lại đang gặp ngày cô tỷ kim chiếu mệnh. Cái điều này dự báo cho bạn đang có ai đó ganh tị với bạn thế nhưng với bạn tuổi dậu đừng quá bận tâm tới suy nghĩ của người khác ngày hôm nay bạn hãy sống vì lý tưởng của mình và những niềm đam mê mà bạn đang có nhờ thế mà mọi phút giây trôi đi sẽ thực sự là ý nghĩa và giá trị với bạn bạn đừng có sống vì sự kỳ vọng của người khác trong ngày này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có kim sinh cho thổ vượng cái điều này cũng hỗ trợ cho bản mệnh trong việc cải thiện về tình hình tài chính nữa Bạn tử giàu nên tập trung kỹ vào những thay đổi cần thiết Đừng có lỡ mất cơ hội của mình để kiếm tiền Về từ vi tuổi ất giàu thuộc mệnh thủy tình yêu thêm phần được thăng hoa tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa đừng có mong đợi sự hỗ trợ của ai đó trong lúc này tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ tình cảm thêm phần êm ấm khi cả hai giải tỏa được nhiều hiểu lầm tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nên bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim thiếu đi sự tập trung cho công việc hiệu suất bị giảm sút Vài đánh giá của bà tử Dậu trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu bạc, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, Từ vi tuổi tuất thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 xem tử vi ngày thứ hai này với bạn tuổi tuất cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tuất đang gặp ngày có ngũ hành tứ hình sông, thìn tuất xỉu mùi cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi tuất sẽ bị đàn áp bị điều khiển bởi một người hoặc là một thế lực nào đó bạn mệnh tuổi tuất nên tìm cách tự lực đi lên bằng chính đôi chân của mình thì mới có đủ khả năng thoát khỏi những rắc rối trong tương lai. Trong ngày này, bạn tuổi Tuất cũng đang gặp ngày của chính ấn chiếu mệnh, dự báo đây là ngày để cho bạn tuổi Tuất chứng tỏ năng lực bằng sự linh hoạt và mềm dẻo trong các nhiệm vụ được giao phó. Sẽ không khó để cho bạn ghi, ghi điểm với những người xung quanh, đặc biệt là những nhân vật đang để mắt chú ý tới bạn nữa lại thêm trong vận trình ngày thứ hai này với bà tuổi tuốt đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này nhắc nhở bạn mạnh tuổi tuốt nên quan tâm nhiều hơn tới vấn đề sức khỏe của mình, bởi sức khỏe của bạn đang có dấu hiệu bị giảm sút. Bà tuổi tuốt nên dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn nhiều hoa quả tươi, các loại dinh dưỡng cần thiết. về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, đừng có chê bai người có quan điểm sống không giống bàn. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nên biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cần mở rộng mối quan hệ để tăng cơ hội thăng tín. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim thể chất khỏe mạnh là cơ sở để nỗ lực và đạt được điều mà mình mong muốn. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, mối quan hệ xã giao, có nhiều mâu thuẫn, xa cách. và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 9, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cá tường màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Dần. Từ vi tuổi hợi thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi xem tử vi cho thấy với bạn tuổi hợi đang gặp được ngày của tam hội nâng đỡ mang tới cho bạn có được cơ hội tương phùng gặp gỡ một người bạn lâu ngày và thời gian này với bạn tuổi hợi có thể mở rộng mối quan hệ với mình và việc này vừa tốt cho chuyện tình cảm cũng như là công việc của bạn về sau này nữa Tuy nhiên, trong ngày này với bạn tuổi hợi lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh nhắc nhở bạn tuổi hợi nên cẩn trọng với các vấn đề xảy đến với bạn ngày hôm nay. Dù bạn là người thông minh, tài trí nhưng vẫn luôn có những chuyện bạn sẽ không hoàn toàn lường hết được hoặc là không nằm trong tầm kiểm soát của bạn đâu. Trong vận trình ngày thứ hai này với bạn tuổi hợi ạ, cũng đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bạn tuổi hợi nên đề cao việc tiết kiệm. Thời điểm tài lộc không mấy dư dả như thế này. Với bà tuổi hợi không nên thích gì là mua nấy. Bạn hãy hướng về lối sống giản dạ đơn để tận hưởng một cuộc sống thiêu đúng cách của mình. Về từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, thu nhập có phần hạn chế, chớ mua đồ đắt tiền. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ cân nhắc lại kế hoạch và lược bộ những gì không cần thiết từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc có một số điều mang lại cho bạn thêm hy vọng mới từ vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim tránh chỉ trích người khác bất cứ vì lý do gì từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có thể tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm trước mình về đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ hai này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu đen, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng kích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.